chào các bạn. Hôm nay là mùng năm Tết rồi các bạn ơi. Mai là có bộ công nhân viên có cái xí nghiệp bắt đầu đi làm lại sau một thời gian nghỉ Tết. Mùng sáu là bắt đầu đi làm rồi. Bữa nay là mùng năm, ngày mai là bắt đầu đi làm lại. Đây phía trước tôi là cái cầu Thượng Phước đây các bạn. Hôm nay tôi đi dạo quanh cái con đường tại Đà Nẵng. Đây đó là cầu Thượng Phước. Tôi đi hết cái cầu Thượng Phước đây là tới đường Nguyễn Tất Thành đó các bạn. Tới đường Nguyễn Tất Thành nha. Tới đường Nguyễn Thành, tôi đi hết con đường Nguyễn Tất Thành tới ngõ tư Nam Ô, là tôi ra tới cầu Nam Ô là tôi kết thúc video. Bởi vì có người yêu cầu là quay và đăng tải cái video đó lên cho họ cần gì đây, họ muốn là xem những kỷ niệm xưa ở tại đây, nên tôi đi trên cái đường Thượng Phước tới hải trường Thượng Phước ra, và tôi lên tôi ra cái đường Nam Ô tới cầu Nam Ô là tôi kết thúc video. Đây là cầu Thượng Phước. Đang ở xa hơn xem cái đoạn đường trên đường Nguyễn Tất Thành và Nam Ô, họ thích như vậy nên tôi phải bắt buộc phải chia sẻ cho các bạn xem. Đây, cầu Thượng Phước, gần hết cầu Thượng Phước rồi. Trước tôi là cái vịnh Đà Nẵng đây, vịnh Đà Nẵng rất là rộng. Vịnh Đà Nẵng đây, trước kia là nước thải đổ ra tự do nên nó rất là nhớp. Nhưng nay thành phố đã làm những cái cống, nước thải ra là có qua cống ra để xử lý, để lấy nước thải hết trước khi đổ ra biển. Nên biển Vịnh Đà Nẵng bữa nay rất là sạch các bạn. Nên người ta họ tắm rất đông, nhất là mùa hè là tắm rất đông. Trước kia là máy là cũng ra biển Thanh Khê rồi biển Mỹ An, biển Phạm Văn Đồng để tắm, biển Tân Trà, biển Ngũ Hành Sơn. Nhưng bây giờ cái biển đang mình Đà Nẵng như biển Thanh Khê với biển Liên Chiểu là có rất nhiều người tắm. Đây là phải ra cái biển Mỹ Khê, Mỹ An rồi. Đây là đường Nguyễn Tất Thành.
này là bờ biển bờ biển Thanh Khê đây không? Bờ Tám Thanh Khê. Đây bờ Tám Thanh Khê. Hôm nay là mùng 5 Tết. Tại Đà Nẵng có nắng, nắng đẹp. Đây các bạn thấy là có nắng. Đường này là một mặt là biển, một bên là biển, một bên là nhà. Đây nhà theo cờ phía bên kia các bạn. Phía bên tay trái là theo cờ hàng loạt luôn. Bên này là không có theo cờ. Phía bên này là biển nè. Cái này là những dải dương liễu. Rồi có số chỗ những cây dừa.
cái gì mà dọn dẹp vệ sinh rác rưởi đây. Là đây là biển Bà Tắm Liên Chiểu này. Tắm Liên Chiểu mùa đông thì chẳng có ai, rồi chỗ này đẹp đấy, đang những cây dương liễu rất đẹp, bà con hạ ra treo giảm ngủ rồi đã chưa. Chỗ này là trồng trồng dừa đẹp chưa các bạn. Đây đẹp chưa, những hòn dừa, hòn dương liễu quá đẹp luôn. Bà Tắm Xuân Thiều, mùa nắng đây hằng dưỡng liễu thấy đã rất là mát. Dưỡng liễu này trồng mục đích để chống bổ đây, trồng dài dài vô chống bổ. Cầu Mikasuki, cầu Mikayuki, Nam Y,
trước là đạt thấp đôi Asia Đà Nẵng này. Được các bạn, 22, 23, 24, 25, tầng thứ 25. Nam ô đẹp quá, Nam ô làm đẹp chưa? Chưa, không cần nên mà móc xong vô quay video rồi cho các bạn xem đẹp đó, quá đẹp luôn. Cái cổng, nhìn cái cổng này đã rồi, cái cổng Tôm Quan này. Đây là đường ray này, đây là đường Nguyễn Lương Bằng, đường Nguyễn Lương Bằng đi ra tới cầu Nam Ô là tôi kết thúc video ạ. Nam Ô đây các bạn ạ. Bên tay trái là Thị Tú và bên tay phải là Nam Ô. Đây gần tới nè cầu Nam Ô rồi.
cầu Nam Mô phía trước đi các bạn nè. Đấy, cầu Nam Mô phía trước. Anh tôi đến đây là kết thúc video. Hẹn các bạn video sau nha. Rồi, xin chào các bạn.